Vâng à, hôm nay thì tôi xin chỉ bà con với một cái mẹo sửa nồi cơm điện tại nhà nha. Nồi cơm điện cái nồi sáp nè. Ủa này là Toshiba chứ. Toshiba. Đó, nhưng mà nó là cơm điện thường nó hư bệnh này nha. Thấy là mấy sinh viên đồ mình khỏi cần đem thợ. Nhà mình sửa cũng được. Đó, mấy cái chị ở nhà trọ đó. Bây giờ khi mà mình kiểm tra cái nồi cơm nè. Đó thì mình im điện vô. Có im điện vô điện là mà nó cơm nó không có điện bọng gì rồi cơm nó không có điện bọng gì trơn ha. Em vu này mình kiểm tra dây mình nó tốt, kiểm tra dây này không có đề có điện, không có đề có điện, không có đề gì thì mình có được cơm rồi đó. Mình thấy cơm nó có ba ấp, một con ở đây một con ở đây con này ba con đó, thì mình tháo ba cái ấp này ra. Đó, tháo ba hấp tại ra một còn hai con, đơn giản nha bà con, 30 giây là xong. Đó, tháo ba hấp là cái mình lằn cái đường dây điện nè, đó mình lằn cái đường dây điện nè, cái đường điện vô từ dây nè, tắm vô lằn hai đường nè, đó lằn vô thì mình lằn vô thì nó sẽ có qua một cái con này. Lần vô thì nó sẽ qua có một con này nè. Đó, con này trong nồi cơm nè, thường là nhìn nè, đây nè con này nè nghe. Nó thường nằm trong ống ghen nè. Ghen này mình rút ra. Đó đây. Thì đơn giản thôi, mình sẽ lấy sợi dây điện này đây. Đó, dây điện này đây mình lấy phân nhiều 3 cọng nhỏ, mình xe vô. Đó, mình xe vô. Mình xe cho 3 cọng dây nữa nó thành một cái mình quấn vô đây. Không có cần dây nhanh lắm, quấn vô đây. Đó. Quấn vô, quấn hai đầu, quấn đầu này với đầu kia lại nha, như nhìn kỹ nha, đó nè, đó, quay sát cho mình kỹ rồi, đó, quấn một cái đầu này và một cái vô đầu này, đó, quấn cho hết dây luôn, quấn nhiều nào tốt đấy, bên đây cũng vậy, bên đây mình quấn rồi cái mình cắt ra luôn, đó, quấn đầu này cái. Rồi, vậy xong bây giờ mình kéo cái dây lại. Đó, bây giờ mình kéo lại, bây giờ mình ghim cái móc điện ghim thử nè. Bên đây ghim thử nè. Đó. Giờ ghim điện nè. Đó, ghim vô. Ủa đồ hả vậy? Đó, ghim vô thì ở đây nè, bóng đèn cháy nè. Đó, thấy không? Nè, bóng đèn cháy nè. Đó nè, đó, thấy không? Đơn giản nha, nhỏ thôi. Làm tại nhà bà con. Anh em nào mới gặp cái nồi cơm điện có tình trạng này thì mình cứ làm vậy, là mình bây giờ mình chỉ gắp lại thôi. Đó, gắp vô là xong. Mình đơn giản làm khoảng chừng 5 phút là xong. Đó, rồi, vậy là xong nha. Chúc anh em là thành công. Rồi, video hôm nay là kết thúc à. Bye.